ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư Phật tử hành giả, hôm nay là khóa tu thiền lần thứ 5 tại chùa Giác Ngộ. Lần đầu tiên sau khi cái ngôi chùa được xây dựng, chúng tôi mới đến đây để chia sẻ với toàn thể hội chúng. Về cái pháp tu tập. Và hôm nay cái ban tổ chức yêu cầu chúng tôi giảng về cái đề tài là sống tỉnh thức. Và ở đây trước khi trình bày cái vấn đề này thì cũng xin thưa với quý vị, vì chúng tôi vẫn quen đứng ở bục giảng và đi thuyết pháp ở các nơi, cho nên ở đây chúng tôi cũng sẽ để cho tâm thoải mái một chút, và các Phật tử chúng ta im lặng để nghe pháp. Và chúng ta cứ thư giãn, chúng ta không nên quá căng thẳng. Bởi vì khi chúng ta nghe pháp, nghe để chúng ta học về cái triết lý thì là khác. Và chúng ta nghe để chúng ta cảm nhận và thu thập kinh nghiệm trong cái việc tu tập thì lại là khác. Cho nên điều này chúng tôi muốn nhắc để cho các vị hành giả chúng ta cứ nghe thoải mái. Trước hết, thưa quý vị, chúng ta nói đến cái nếp sống tỉnh thức. Chúng ta phải hiểu được cái giá trị của đời sống tỉnh thức, ý nghĩa của cái sự tỉnh thức. Và cái phương pháp thực hành để chúng ta có được cái đời sống tỉnh thức. Trong cái thời kỳ mà trào lưu vật chất, cái gọi là cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật trên toàn cầu, mà trong Phật giáo chúng ta thì thường nêu cái khẩu hiệu là hội nhập. Nhưng thưa quý vị, chúng ta nên hiểu rằng cái đời sống tỉnh thức là cái đời sống tâm linh. Và mục tiêu là để chúng ta
thanh lọc mọi ô nhiễm, tức là phiền não của nội tâm. Do đó, việc mà chúng ta hội nhập với thời hiện đại, cái việc đó nó không cần thiết cho cái việc tu tập, cho cái việc nếp sống tỉnh thức của chúng ta đâu. Quý vị cần phải hiểu như vậy. Và khi mà chúng ta nói đến cái đời sống tỉnh thức thì các vị cũng nên biết rằng là không phải chúng ta nói theo cái danh từ. Thực ra đó, khi mà chúng ta tụ họp lại đông đảo như thế này, trong cái phương viên này chúng ta ngồi để chúng ta nghe pháp thì được. Nhưng mà ở trong cái khuôn viên hạn hẹp như thế này mà đông người như thế này là nó không phù hợp cho cái đời sống tỉnh thức. Với lại chúng ta gọi là một cái đời sống tỉnh thức là chúng ta phải thật sự chúng ta viễn ly khỏi cái hội chúng. Chúng ta phải buông bỏ tất cả. Không có ưa thích giao tiếp, không có ưa thích nói chuyện, không có ưa thích cái sự ngủ nghỉ, không có ưa thích phím luận. Thì như vậy chúng ta mới sống tỉnh thức được. Còn khi mà chúng ta một tuần chúng ta đến một ngày đăng ký để chúng ta tham dự vào cái khóa tu tỉnh thức, tâm chúng ta chưa có sẵn sàng để chúng ta sống tỉnh thức. Tại sao vậy? Có những cái mà chúng ta còn phải vướng bận, gọi là Pali-pô-thá, tức là những cái sự quái niệm, thì trong nhất thời là chúng ta không có bỏ được. Tâm của con người, thưa quý vị, cái tâm này Đức Phật dạy rằng, trong Pháp Cú Kinh Đức Phật dạy, tâm này vốn khó thấy, nó rất là tinh vi, nó chạy theo ngoại cảnh, quay cuồng, lành thay điều phục tâm. Tâm điều phục sẽ mang đến sự an lạc. Trong một cái hội chúng đông đảo 600-700 người như vậy, chúng ta có thể sắp xếp, có thể tổ chức để giữ yên lặng được. Nhưng mà cái nội tâm mình đã bị phóng dật, tán loạn, chúng ta không dễ để mà chúng ta định tâm được. Không dễ đâu thưa quý vị. Thế cho nên khi mà chúng tôi chia sẻ với quý vị với cái đề tài này đó, chúng tôi nghĩ rằng ở một nơi rừng núi yên tĩnh hoang sơ, mỗi người mỗi một gốc cây, mỗi một hang động, thì nơi đó chúng ta mới có thể sống tỉnh thức được. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chia sẻ theo kinh điển Đức Phật đã dạy và bản thân, kinh nghiệm bản thân, thì hy vọng sẽ là hành trang cho quý vị để trong tương lai chúng ta có thể tìm một nơi mà chúng ta
thực hiện cái nếp sống tỉnh thức của mình. Kính thưa quý vị, cái từ mà gọi là tỉnh thức nó có nhiều ý nghĩa. Trong pháp của kinh Đức Phật Ngài có dạy cái câu Atananche piyang chaya rakhiyanang surakhitang tinang anyatarang yamang patichak gaya pandito. Nếu biết thương chính mình, hãy khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn sống tỉnh thức. Thì trong cái ý nghĩa này, cái đời sống tỉnh thức của chúng ta nó có hai ý nghĩa. Và cái thời gian mà chúng ta sống tỉnh thức, cả cuộc đời của chúng ta, hay nói một cách khác, tức là cả ngày và đêm, cái chữ anh tinh năng anh nha ta răng gia măng trong ba canh. Ở bên Ấn Độ thì một đêm có ba canh, gọi là Pathama Yama là canh đầu từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Canh giữa Machima Yama tức là từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ khuya. Và canh cuối Pachima Yama tức là chỉ cho cái thời gian từ 2 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng. Nhưng ở đây theo trong sớ giải thì ba canh này Đức Phật Ngài dạy là chỉ cho ba canh của cuộc đời, tức là cái thời niên thiếu, cái thời trung niên và cái thời lão niên. Và do vậy ở đây chúng ta phải hiểu cái thời gian mà chúng ta tỉnh thức á, có nghĩa là ngày và đêm chúng ta tu tập, bắt đầu buổi sáng khi mặt trời mọc qua ngày mới chúng ta đã phải tỉnh thức, cho đến chiều đến tối khi mặt trời lặn chúng ta cũng phải tỉnh thức cho đến sáng. Chúng tôi sẽ nói cái chuyện này sau cho quý vị. Còn khi mà chúng ta nói đến ba canh của cuộc đời đó, thì cái thời niên thiếu chúng ta cần phải thức tỉnh, sống trong thiện pháp. Nếu trễ cái thời niên thiếu thì qua cái thời trung niên chúng ta cũng phải thức tỉnh và sống trong thiện pháp. Nếu trễ nữa thì đến cái thời lão niên chúng ta phải thức tỉnh sống trong thiện pháp. Và do vậy ở đây chúng ta nên hiểu rằng gọi là sống tỉnh thức nó có hai nghĩa. Các Phật tử chúng ta phải chú ý. Khi mà chúng ta thấy rõ cái sự nguy hiểm của ác bất thiện pháp, như là thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Thân hành ác tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm.
khẩu hành ác, là nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nói vô ích. Và ý hành ác tức là tham lam, sân hận, tà kiến. Chúng ta thấy rõ cái nguy hại của tam nghiệp ác đó, tức là chúng ta có cái sự giác ngộ. Từ cái chỗ mà chúng ta hiểu được cái, thấy được cái sự tai hại của tam nghiệp bất thiện đó, chúng ta mới hướng tâm đến cái việc mà chúng ta tu tập những hạnh lành. Thì khi mà chúng ta tu tập những hạnh lành, thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, sống làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người khác, lợi ích cho cả hai, mình và người khác, không làm hại mình, không làm hại người khác, không làm hại cả hai, thời như vậy cũng gọi là cái sự sống tỉnh thức. Vì chúng sanh đa phần là họ ngủ mê trong giấc ngủ vô minh, gọi là avijja nidda, cho nên họ không có sự hổ thẹn tội lỗi, không có sự ghê sợ tội lỗi. Họ chỉ sống chạy theo cái dục vọng của họ. Họ bị sai sử bởi những cái phiền não, tham lam, sân hận, ganh tị, bỏng sẻn, ngạo mạn, tà kiến. Họ bị chi phối như vậy, cho nên họ làm những cái việc không đáng làm, làm những cái điều mà đem lại cái sự đau khổ cho chúng sanh khác. Người như vậy gọi là người không có sự tỉnh thức, họ còn ngủ chìm ở trong cái giấc ngủ vô minh. Nếu mà quý vị nào để ý, khi mà chúng ta xem tivi, chúng ta nghe tin tức, thì chúng ta sẽ thấy ở chỗ này hay ở chỗ khác, có người bây giờ họ tạo tội lỗi nhiều quá, và cái xã hội họ lại có một cái khuynh hướng, miễn làm sao đừng phạm pháp thôi, hoặc là làm kín đáo không ai hay biết gì thì xã hội không nói gì. Họ chỉ phanh phui ra những cái mà nó có hại cho xã hội thì họ mới phanh phui thôi. Những cái chuyện như là sát sanh, đánh lưới, săn bắn, hoặc là chăn nuôi để nuôi mạng cái đó, thì Đức Phật Ngài đã quở trách cái nếp sống này. Cho nên là người Phật tử chúng ta xem ở trong đó, chúng ta thấy rằng chính tại vì con người bây giờ không có sống tỉnh thức, cho nên mới xảy ra những cái chuyện hư đốn như vậy. Thành thử bây giờ có những thanh niên, thiếu niên, nam nữ, trẻ mà biết đi đến chùa, biết lại Phật, biết tụng kinh, biết học Pháp, biết hành thiền, sự thật là cao quý. Sự thật là cao quý. Chúng ta cần phải tán thán và cần phải ung đúc cái niềm tin đó. Và như vậy đời sống thứ nhất, đời sống tỉnh thức mà theo cái nghĩa thứ nhất á, là người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta bỏ giữ làm lành, chúng ta bỏ ác làm thiện, thì cái đó là cái nếp sống tỉnh thức thứ nhất. Lẽ ra thì cái khóa tu thiền của chúng ta hôm nay đó, là chúng tôi chỉ nói về cái vấn đề thiền thôi.
Nhưng mà sẵn cái dịp này chúng tôi muốn nói thêm cái ý nghĩa về cái nếp sống tỉnh thức trong cái nghĩa thứ nhất này, để các Phật tử chúng ta hiểu và chúng ta cố gắng chúng ta làm như vậy. Như nói cũng không thừa thưa quý vị, bởi vì khi mà chúng ta có được cái nếp sống tỉnh thức thứ nhất này đó, chúng ta mới bắt đầu chuyển hướng sang cái nếp sống tỉnh thức ý nghĩa thứ hai. Bởi vì nếu mà chúng ta không có tịnh hạnh về thân, về khẩu, về ý, là chúng ta không thể ngồi lại để mà chúng ta hành thiền được. Chúng ta không thể ngồi lại hành thiền được. Chúng ta có thể ngồi yên bất động, nhưng mà trong cái tâm thái như thế nào thì chưa biết. Có những người họ luyện tập, họ có thể họ ngồi yên, yên lặng, và người khác cứ tưởng rằng người đó là cái người sống tu tập thiền định cao. Nhưng mà thưa quý vị, chưa phải. Vì khi mà họ ngồi yên như thế này, năm cái pháp triền cái vẫn có thể chi phối tâm của họ. Thứ nhất, kamachanda, nivarana, tức là tham dục cái, hay gọi là dục dục cái. Họ có thể khởi lên một cái sự diệm say đắm đối với cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hấp dẫn mà họ đã từng hưởng thụ. Bây giờ họ ngồi yên lại để họ nhớ. Có thể ngồi đây mà họ nhớ về một bộ quần áo đẹp mới mua, hộp thời trang, hoặc là nhớ về cô vợ đẹp, hay là một ông chồng lịch sự, hoặc là nhớ đến nhà cửa, nhớ đến vợ con, vân vân. Họ có thể nhớ đến. Thì như vậy, người mà đang bị dục dục cái chi phối thì ngay trong lúc đó không gọi là người sống tỉnh thức. Thứ hai, gọi là sân độc cái, gọi là Vyapada Nivarana, nghĩa là trong tâm của mỗi người, trong có một cái sự sân hận, một cái sự thù oán ở trong đó. Mà nhiều khi chúng ta cứ chấp nhận và chúng ta dung dưỡng cho cái trạng thái tâm sân hận đó, mà chúng ta không hay biết rằng là chính cái tâm sân hận này nói lại là một cái sự ngăn che cái đời sống tỉnh thức của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta ngồi thiền đó, nếu mà chúng ta chưa dẹp bỏ được một cái trạng thái tâm bực bội, khó chịu, sân hận, oán thù, thì như vậy chưa gọi là một nếp sống tỉnh thức. Và cái thứ ba nữa gọi là Thinamitta Nivarana, tức là hôn thủy cái, một cái trạng thái tâm muội lược, co rút, tiêu cực, đó là một cái trạng thái giả dụi, buồn ngủ. Quý vị để ý, khi mà chúng ta ngồi thiền đó, mà tâm của chúng ta mơ mơ màng màng, mà chúng ta cảm thấy nó uể oải, nó buồn ngủ á, thì chúng ta đừng cho rằng là mình đang sống đời sống tỉnh thức. Trước hết là chúng ta phải dẹp bỏ năm cái triền cái đó, chúng ta mới có thể sống đời sống tỉnh thức được. Ngay khi mà Phật tử chúng ta ngồi nghe pháp, mặc dù có cái âm thanh phát ra như vậy, nhưng mà tâm của một người ngồi nghe pháp họ có thể ngủ gục mà, họ có thể ngủ gục. Đừng nói chi là cái sự im lặng, cái sự im lặng để mà theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào đó, thì cái đó nếu không khéo thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng hôn trầm và thủy miên, gọi là hôn thủy cái. Ở bên ngoài đó, người ta nói rằng cái vấn đề mà
cái tâm mệt mỏi, uể oải và buồn ngủ và ngủ mê đó, đó là cái lẽ tự nhiên của cái đồng hồ sinh học. Các cái cơ bắp, các cái tế bào của thân nó hoạt động nhiều quá, bây giờ mệt mỏi thì đương nhiên buồn ngủ rồi. Họ cho rằng cái đó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà thưa quý vị, cái nếp sống thiền định, nếp sống tỉnh thức đó, thì cái này nó là một chướng ngại, một nirvana. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải chú ý đến cái trạng thái đó. Các vị hành giả Phật tử, chúng ta phải chú ý đến cái trạng thái đó. Khi mà chúng ta ngồi thiền mà bắt đầu chúng ta giả dự buồn ngủ thì coi chừng, chúng ta hãy chú ý, cái đó là một cái sự trở ngại cho cái nếp sống tỉnh thức của chúng ta, chứ không phải đơn giản đâu thưa quý vị. Và thứ tư nữa gọi là trạo hối cái, gọi là uthachak kukuchak niwarana, tức là cái trạng thái tâm phóng dật, suy nghĩ lung tung, nghĩa là không có định tâm lại một chỗ. Giống như Đức Phật là ví dụ, giống như là cá vớt lên khỏi nước mà thảy lên bờ, nó nhảy lung tung như vậy. Thì ở đây khi mà chúng ta ngồi yên lặng như thế này, thân chúng ta có thể là yên lặng nhưng mà tâm chưa yên lặng. Chúng ta rời khỏi nhà để chúng ta đi vào đây, thân viễn ly nhưng mà tâm chưa viễn ly. Khi mà tâm chúng ta vẫn còn bị lệ thuộc bởi những cái phiền não đó, cho nên cái vấn đề đó cũng khó lắm thưa quý vị. Thì cái trạo hối cái đó, quý vị cũng phải chú ý, không phải chuyện dễ đâu. Mặc dù nó không có nguy hiểm như là tâm độc, tham sân si, nhưng mà có điều là cái tâm trạo hối đó nó khiến cho mình khó đi vào cái đời sống tỉnh thức, định tĩnh được, không có đạt được thiền đó. Nghĩa là chúng ta ngồi lại chú ý lắm đó, là chúng ta chánh niệm khích khao với chừng 10 hơi thở ra hơi thở vào thôi, rồi sau đó là tâm bắt đầu suy nghĩ ra chỗ khác. Nó suy nghĩ chỗ khác. Rồi thậm chí có người đó, khi mà ngồi thiền, họ đang bị mơ mơ màng màng, cái bắt đầu giống như là họ rơi vào cái trạng thái chiêm bao vậy đó. Họ rơi vào cái trạng thái chiêm bao, họ thấy, họ trạng lại cái cảnh này hay cảnh khác. Rồi những người đó họ kêu mạng, khi mà họ xả thiền ra, họ mới nói là tôi hành thiền, tôi có thể thấy ông, thấy bà, thấy cha, thấy mẹ, thấy bà con quý thuộc đã chết rồi, bây giờ tôi thấy rõ họ, họ đang nói chuyện thế nào nào. Chúng tôi nghe như vậy, chúng tôi chỉ mỉm cười thôi, chúng tôi nói cái đó là bị quái niệm trong cái pháp thiền rồi. Chứ nếu mình ngồi thiền mà tỉnh thức thật sự thì mình không có thấy bậy bạ gì đâu. Đó là một là do bị tâm bị phóng dật nghĩ ngợi, hai là bị rơi vào cái giấc ngủ, ngủ ngồi á, rơi vào giấc ngủ và thoáng một cái chim bao. Phật tử hành giả chúng ta phải chú ý, đừng bao giờ chúng ta tự dối gạt mình bằng cách là chúng ta đi vào hành thiền rồi chúng ta gặp thiền sư, tới giờ trình pháp chúng ta lên, chúng ta trình pháp với thiền sư. Đừng bao giờ bày ra cái chương trình mà gọi là trình pháp đó. Nhiều quá, có nhiều hành giả khi mà hành thiền chưa đến đâu cả, rồi bây giờ tới giờ lên trình pháp rồi cũng cố gắng nghĩ cho ra chuyện để mà trình pháp. Cái trường hợp này là cái bệnh của chúng ta. Giống như bây giờ thi đó thưa quý vị, hồi xưa người ta 10 năm đèn sách người ta mới thi cử, thi hội, thi đình, rồi người ta mới đi thi ở trên kinh đô, người ta đậu, cho nên
Cái tư tưởng của họ là cái kiến thức của họ rất sâu rộng. Chúng tôi dạy ở học viện, chúng tôi quen cái đó. Mỗi một học kỳ như vậy đó, vào học chưa có gì cả, nghĩa là chỉ học 3 tuần, mới có 2-3 tuần thôi, là bắt đầu có thông báo là thi giữa học kỳ. Chúng tôi hỏi vậy chứ, học giáo lý chứ đâu phải là đi sổ số đâu, mà mới học có nhiêu đó mà bây giờ thi rồi. Cũng như khi mà chúng ta hành thiền vậy, chừng nào mà chúng ta hành thiền một thời gian dài, chúng ta có những cái sự bế tắc, nghi vấn á, thì lúc đó chúng ta mới lên trình pháp cho thiền sư, để chúng ta thỉnh ngài khích lệ, nhắc bảo cho chúng ta mở cái gút đó ra. Chứ không phải là có cái giờ hành thiền buổi sáng, hành thiền chưa kịp định tâm nữa là tới chiều, 4 giờ chiều là tới giờ trình pháp, là chạy lên là xúm nhau lại ngồi là kể những cái chuyện. Bạch ngài, khi con hành thiền có bị ngứa, tự nhiên ngứa vậy, không biết là cái này phỉ lạc hay cái gì, phỉ lạc của thiền hay chi, đâu phải đâu quý. Cho nên Phật tử chúng ta cứ yên tâm, đừng bao giờ, nếu như cái việc mà tu thiền đó mà có sắp xếp cái giờ mà trình pháp ấy, các vị hành giả nào mà thật sự là hành giả đó, chữ giả chỗ này không phải là giả thiệt, mà giả là người đó, chứ không phải là hành thiệt đó, thật sự là hành giả, thì chúng ta cứ việc ai muốn lên trình pháp làm gì làm. Nhưng bản thân chúng ta chưa thấy có cái dấu hiệu, chưa có thấy nibbata, cái ấn chứng gì, thì chúng ta đừng bao giờ trình pháp. Chúng ta nói ra nhiều đó thưa quý vị, là coi chừng chúng ta bị trở ngại, chúng ta bị trở ngại cái pháp thiền. Cái điều thứ năm đó, cái trở ngại thứ năm của chúng ta khi mà tu tập đó là vichikicca nivaraṇa, là hoài nghi cái, tâm ngờ vực. Cái tâm ngờ vực này cũng rất là nguy hiểm, nó làm trở ngại chúng ta. Bình thường đó thì chúng ta không có cái cảm giác gì hết, chúng ta không thấy cái chuyện mà hơi thở ra hơi thở vào, cái chuyện đó là có lẽ đương nhiên. Nhưng mà chúng ta hành thiền mà ngồi định tâm lại và chúng ta không khéo, chúng ta điều tức hơi thở. Bình thường hơi thở mình, cái cơ địa mỗi người mỗi khác, có người hơi thở dài, có người hơi thở ngắn. Tự nhiên chúng ta, vì chúng ta làm cho có thủ tục, tôi thở ra, khi thở ra biết rõ tôi thở ra, khi thở hít vô biết rõ tôi hít vô. Rồi quý vị nói cho đủ cái câu, tôi đang thở ra, tôi đang thở vô. Cái tự nhiên cái hơi thở ngắn quá cho niệm không đủ, cho nên ráng kéo dài hơi thở cho nó vừa kịp với các cái chữ đó. Cái này một thời gian sau là quý vị bắt đầu cảm thấy mệt, cảm thấy mệt, cảm thấy hụt hẫng. Tại sao hơi thở bây giờ gần như là bị ức chế? Chúng ta khởi lên cái sự hoài nghi đối với pháp. Chúng ta hoài nghi đối với pháp, chà không biết đi con đường này nó có ảnh hưởng gì hay không. Mình tu tập kiểu này không biết một thời gian sau, một khóa tu thiền ra, mình còn tỉnh hồn tỉnh vía hay không đó. Cho nên chúng ta bắt đầu có sự hoài nghi. Cái này nó rất là nguy hiểm. Cho nên trở lại cái vấn đề đó, là chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là chúng ta sống cái lối sống tỉnh thức theo Đức Phật. Nếu mà chúng ta sống tỉnh thức theo cái cách sống của Đức Phật á, vô hại. Chúng ta tỉnh thức được bao nhiêu thời gian là chúng ta được lạc trú bấy nhiêu thời gian. Cái việc mà chúng ta hành thiền, tu thiền đó, đó không phải giới hạn một khóa như là một cái khóa học. Một cái khóa học của chúng ta là quy định là 3 tháng, 6 tháng, hay là cái thời gian học 4 năm tốt nghiệp. Còn cái việc mà chúng ta sống tỉnh thức tu thiền, thưa quý vị,
là phải liên tục, và muốn dừng lại lúc nào thì dừng. Khi mà chúng ta đã chứng đạt được đạo quả thì chúng ta muốn dừng lúc nào chúng ta dừng. Cho nên đừng có bị một á, khi mà chúng ta tu thiền quý vị nhớ như thế này, chúng ta đừng bao giờ bị lệ thuộc bởi cái ngôn từ, cái ngôn từ. Khi mà thầy thì sư dạy chúng ta phải niệm chân dở bước đạp đi thiền hành đó, niệm dở à, bước à, đạp à, chúng ta niệm vậy là chúng ta chết, chết chắc. Đừng bao giờ chúng ta lệ thuộc từ ngữ. Cần phải hiểu rằng cái ngôn từ là để chuyển tải cái ý nghĩa thôi. Lúc đó chúng ta chỉ cần tác ý ghi nhận, ghi nhận là đủ. Chớ đừng có khởi niệm ở trong tâm chân dở lên à, trái dở, bước đạp, khỏi cần phải vậy. Cái thứ hai nữa là cái tư thế hành thiền. Ở trong các cái trường thiền, gần trung tâm thiền bên Miến Điện, bên Thái Lan, thưa quý vị, hành thiền tứ niệm xứ đó, nhiều hành giả vô ngồi thiền là bị đau lưng, hay là họ bị thoái hóa khớp, họ không thể ngồi kiết già bán già được. Các vị thiền sư cho họ ngồi trên ghế thòng chân xuống, nhưng mà cách ngồi trên ghế là phải ghế thấp chút, làm sao mà cái chân của chúng ta ngồi thông thả mà vừa chạm dưới mặt đất là chúng ta chánh niệm được. Thậm chí ngay cái chỗ hành thiền người ta cho phép nằm nữa, nếu mà chúng ta ngồi không nổi, cho phép nằm để chánh niệm. Cho nên chúng ta khỏi cần phải có tư thế. Các vị hành giả chúng ta chú ý một điều là hồi xưa Đức Phật và các vị tỳ kheo sống ở rừng, các ngài an trú ở trong thiền định đó. Các ngài đâu phải như mình mà đi đến sánh cả tòa cụ, mỗi người con cây gối để mà chêm cái xương cùng đâu. Hả? Đâu có sách gì. Chỉ cần cái tấm tòa cụ rồi đến cái chỗ nào mà đất bằng bằng để các ngài trải lên các ngồi thiền thôi. Cho nên chúng ta cứ thông thả vậy. Và khi mà ngồi đó thì chúng ta, cái tư thế ngồi, chúng ta ngồi kiết già, hai cái chân chéo lên, để hai bàn chân đưa lên cũng được. Mà ngồi bán già tức là cái chân trái đặt ở phía dưới, chân phải đặt phía trên, đè lên cũng được. Còn nếu mà chúng ta ngồi kiết già hay bán già cũng được, cái chân của chúng ta nó không có quen ngồi vô như vậy khó. Chúng ta ngồi để cái chân lệch ra bên ngoài cũng được, thoải mái. Và khi mà ngồi thiền đó, quý vị nhớ là hai tay của chúng ta không nhất thiết là phải bắt ấn hay là phải đặt lên nhau như thế này. Một hồi nó đóng cái tay đó thì quý vị sẽ bị quái niệm. Quý vị thoải mái tự nhiên, để tự nhiên thông thả. Nhưng mà nhớ tư thế ngồi như thế nào, cách để tay như thế nào, chúng ta đều phải chánh nhận biết rõ. Và trong lúc hành thiền đó thì các Phật tử chúng ta chú ý một điều là: một, giữ thân ngay thẳng, làm sao cho thoải mái, đừng có bị gò bó. Đừng có bị gò bó hay là đừng có bị chèn ép. Chúng ta để chúng ta ngồi theo kiểu người ta, mỗi người có cái sự thoải mái của thân nó riêng. Chúng ta ngồi bị chèn ép một hồi là nó bị tê chân, mà chúng ta ráng nhẫn nại chịu cái sự tê chân một thời gian sau là cái chân của chúng ta hành thiền xong khóa, cái tâm không biết là nó dẹp phiền não, nó trị được cái bệnh phiền não hay không, mà thân chúng ta đã mang bệnh rồi. Do đó cho nên quý vị hành thiền cốt là để thoải mái, để thoải mái, để lạc trú về tâm và để thân được khinh an. Quý vị nhớ chữ Pasati và cái chữ Samadhi nó quan trọng lắm. Pasati là thân khinh an à, chúng ta ngồi hành thiền sống tỉnh thức như thế nào mà thân chúng ta ngày hôm qua hôm kia xong nó nặng đề quá, khó chịu quá, mà bắt đầu
cái cuộc sống tỉnh thức ngồi thiền thời gian, cái sự tự nhiên thân nó nhẹ nhàng, nó thoải mái vô cùng. Cái đó là chúng ta mới thành công được. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta phải chú ý là đừng có lệ thuộc vào cái tư thế, sao cũng được. Mà nhất là hành thiền quán tứ niệm xứ, nó có một cái như thế này. Chúng ta hành thiền chỉ đó, thì một cái đề mục chẳng hạn như đề mục màu trắng, một cái dĩa trắng tròn bằng một gang một bốn ngón, tức là 25cm hoặc 30cm, để xa phía trước một hắt tay, cứ ngồi chú tâm như thế này, bất động. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền thiền tứ niệm xứ, thiền quán á, thì quý vị nên nhớ là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Khi mà chúng ta ngồi, nếu không có cảm giác nào nổi bật, thì bây giờ chúng ta theo dõi hơi thở, niệm thân. Nhưng mà chúng ta đang ngồi như vậy, tự nhiên cái cột sống cổ chúng ta nó mỏi quá, quý vị đừng có sợ mình, đừng có sợ Đức Phật ngài phạt, ngài rầy cái gì hết á. Thân nó mỏi vậy, quý vị chánh niệm, chú ý cảm giác, quý vị lắc qua lắc lại, cúi xuống đưa lên để cho nó thoải mái. Nhưng mà hễ chúng ta cử động như thế nào, chúng ta chánh niệm ghi nhận biết rõ như thế đó, quý vị làm thử, quý vị thấy thoải mái vô cùng. Nghĩa là sau khi mà chúng ta nó mỏi cổ quá, chúng ta nghiêng, chúng ta lắc, chánh niệm, chúng ta biết xong rồi, chúng ta để yên lại, thấy nó yên rồi đó, chúng ta theo dõi hơi thở tiếp. Cái cách mà chúng ta tu tập như vậy, quý vị đừng có ràng buộc. Xin nói quý vị, Đức Phật ngài dạy cái phương pháp rất là dễ, mà tại vì chúng ta cứ là theo cái khuôn rập, theo cái khuôn rập, do đó cho nên lúc đầu chúng ta cũng có cảm thấy tù túng, đến nỗi mà bây giờ mà quý vị biết cái trường hạ ở dưới Vĩnh Long đó, riêng về từ tổ chức cả tỉnh như vậy đó, là chỉ có 60 vị tăng và cỡ 80 vị ni thôi. Khi chúng tôi đi giảng trường hạ, chúng tôi hỏi tại sao cả tỉnh mà hợp đông ít quá vậy, nhập hạ ít quá vậy, thì ở trong cái ban tri sự họ nói rằng tại vì trong cái khóa tu thiền, trong cái khóa hạ là phải có cái giờ hành thiền, mà mấy vị kia là sợ hành thiền lắm, tức là bây giờ tới giờ mà trời nóng nực như thế này đâu phải được ở trong cái không khí mát lạnh như chúng ta đâu, thì lúc đó mấy vị sợ hành thiền. Chúng tôi nghĩ rằng tại vì chưa biết cách hành thiền cho nên sợ hành thiền. Chúng ta đừng có sợ hành thiền. Rồi lại nữa, thưa quý vị, cái thứ ba đó là chúng ta đừng có bị lệ thuộc bởi thời gian. Thường thường người ta quy định cái giờ hành thiền đó, như trong tập thể đi ra vô nó bị rối loạn đi, cho nên người ta mới quy định một cái thời hành thiền đó, cái thời tọa thiền là một tiếng đồng hồ. Thì tất cả mọi người đều làm tiếng. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc mà hành thiền đó, hồi xưa thời Đức Phật, có những vị tỳ kheo mới vừa tác ý đến đề mục là họ đã chứng đạo quả rồi, cần gì phải ngồi tới tiếng hộ. Hãy ngồi tới đâu mà chúng ta cảm thấy thoải mái được thì chúng ta cứ dừng ngồi. Bây giờ đang trong lúc mọi người họ hành thiền chưa tới giờ chuông báo là xả thiền, bây giờ mình đứng dậy, mình đang ngồi giữa, lẽ mình đứng dậy đi làm quái niệm ta. Cho nên thôi bây giờ quý vị có một cái kỹ thuật, quý vị ở nhà ráng học một câu kinh nào đó, một bài kinh nào đó. Khi mà chúng ta ngồi hành thiền một hồi, chúng ta cảm thấy rằng nó mệt mỏi, nó uể oải, hay là nó bị hôn trầm dữ quá, bị buồn ngủ dữ quá, mà bây giờ mình lại bỏ ra được, thôi bây giờ bắt đầu ngồi đó, bắt đầu mình cũng im lặng, nhưng mà mình bắt đầu mình suy xét. Mình suy xét pháp, suy xét pháp. Một là chúng ta suy xét cái thân này, nó 32 thể trược, là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cân, xương, tủy, thận, tiêu, gọi
hay là chúng ta suy xét về sự chết Maranosati được thôi thưa quý vị. Chúng ta ngồi chúng ta suy xét cũng là thiện tâm. Quý vị nên nhớ, khi mà chúng ta hành thiền đó, sống tỉnh thức có nghĩa là làm sao để cho tâm thiện kéo dài liên tục. Cái đó là sống tỉnh thức. Bởi vì ở trong cái tâm thiện đó, Kusalacitta, ở trong đó nó có 20, nó có tất cả là 38 cái thuộc tính nói theo A Tỳ Đàm á. Nhưng mà trong 38 thuộc tính đó thì có 19 cái thuộc tính thuộc về tịnh hảo biến hành Satharana Sopana Chetasika. Thì trong 29 thuộc tính đó có Sati Chetasika, là có niệm. Cho nên khi mà chúng ta ngồi một thời gian đó, cỡ khoảng chừng 4, nửa tiếng hoặc 45 phút, thì lúc bây giờ thưa quý vị, cái tâm không muốn, không muốn ngồi thiền mà muốn thư giãn, nhưng mà chưa tới giờ đi ra bên ngoài, thì thôi chúng ta ngồi đó chúng ta thư giãn. Chúng ta thư giãn bắt đầu chúng ta suy xét, niệm về Buddha Đức Sát Tí là niệm Phật, niệm ân Đức Phật cũng được, hay là Metta Đức Sát Tí là niệm tâm từ cũng được. Cứ ngồi đó mong cho tôi được an vui, Sukho Hù Mí, Sukho Hù Mí, mong cho ta được an vui, mong cho tất cả mọi người chung quanh, ngồi chung quanh ta cũng được an vui. Cái đó là niệm tâm từ. Hay là gọi là Asupanusati, là chúng ta tùy niệm về thân bất tịnh. Chúng ta ngồi quan sát thân này là một ổ quế trược, mặc dù bên ngoài tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, thoa sức thơm tho vậy, nhưng mà bên trong ở bên ngoài bao bọc bởi da. Ở trên đầu, da đầu thì có tóc, trên da thân thì có lông, đầu ngón tay ngón chân có móng, rồi răng, rồi thịt gân xương tủy thận tim gan ốc phổi dạ dày màng ruột. Hãy quý vị nhớ được cái thể trược nào quý vị nhớ ngay nè, màu sắc của nó, chẳng hạn như chúng ta nhớ đến máu, mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi. Máu thì màu đỏ, nó là cái chất loãng, nó nằm ở khắp châu thân vân vân. Chúng ta suy xét gì, miễn làm sao chúng ta đừng có để cái thời gian rảnh ngay lúc đó mà dục tư duy nó sanh khởi, sân tư duy sanh khởi và hại tư duy sanh khởi là được rồi đó thưa quý vị. Bởi vì dục tư duy tức là cái tư tưởng mà say đắm ở trong dục lạc ngũ trần, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Còn sân tư duy tức là khởi lên cái trạng thái tâm bực bội khó chịu. Hại tư duy tức là khởi lên một cái tư tưởng hiềm hận với người khác, muốn hại người khác. Chúng ta đừng để cho ba tà tư duy sinh khởi thôi. Còn bây giờ chúng ta niệm cái nào cũng được. Nhưng mà sư cũng nói trước quý vị, cái này là nghĩa là chúng ta sơ cứu cho tâm, chúng ta sơ cứu, cấp cứu cho tâm. Bởi vì tâm bây giờ nếu mà ngồi là cái niệm hơi thở mà mình có, mình bị cái chứng bệnh là hãy ngồi mà chăm chú hơi thở cái bắt đầu buồn ngủ. Chăm chú hơi thở là buồn ngủ. Quý vị nào có hành thiền qua, quý vị nên kinh nghiệm vô đó. Thì lúc bây giờ đối với người đó, Đức Phật đã dạy những cái phương pháp quán niệm. Tất nhiên khi mà chúng ta quán niệm nhiều như vậy, tâm thì tỉnh táo thiệt, nhưng mà vì cái tình trạng gọi là quý tắc cá, tức là tầm tư á, cho nên không định tâm được, chỉ đạt đến Upachara Samadhi là cần định thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa, dầu sát na định, cận định hay là an chỉ định thì cũng vẫn là tâm thiện, yến chí. Miễn sao tôi không có khởi lên tâm bất thiện được rồi. Rồi dạy tâm dần 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 đó thưa quý vị. Được. Như bây giờ chúng ta dạy tâm dần dần, chúng ta dạy bằng cách nào? Bây giờ qua đến cái khía cạnh khác, cái sống tỉnh thức ở khía cạnh khác. Trước khi chúng ta muốn hành thiền, muốn có cái đời sống tỉnh thức, quý vị nhớ chú ý là chúng ta phải tập, chúng ta biết sợ hãi,
sợ hãi cái sự luân hồi, sợ hãi cái sự khổ luân hồi đó, tức là cái khổ mà sau khi chết ở đây phải bị tái sanh ở, nếu cõi người cõi trời thì cũng đỡ, mà tái sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh Atula thì khổ lắm thưa quý vị. Mà chắc chắn rằng trong dòng luân hồi chúng ta còn phải tái sanh, là chúng ta còn phải đi vào đó. Quý vị có xem ở trong cái thế giới động vật đó, quý vị thấy cái loài bằng xanh nó khổ lắm. Mà nếu mà chúng ta trong tương lai chúng ta rơi vào cái cảnh giới bằng xanh đó, chúng ta khổ biết chừng nào. Mà như chúng ta sanh trở lại làm người cũng khổ nữa. Cái chúng ta suy xét, bây giờ mình đã có công danh, đã có sự nghiệp, đã trưởng thành rồi, bây giờ mình chết mình phải làm lại từ đầu thì mệt quá. Bây giờ mình có cha có mẹ thương yêu, đời sau sanh ra gặp cái người cha người mẹ không ra gì hết, và bỏ bê mình từ hồi còn nhỏ, giống như là thời sự hồi sáng hôm qua mới đưa tin đó, thì không biết bà mẹ bà bị trầm cảm hay sao không biết. Các bạn đem đứa bé sơ sanh con của bà và lật úp nó vô cái chậu nước cho nó chết. Nếu mà chúng ta sanh ra ở đời, sanh ra làm người mà gặp người người mẹ như thế đó là chúng ta còn khổ nữa. Suy xét như vậy để chi? Để chúng ta sợ luân hồi, gọi là phá giá, gọi là sansara phá giá. Khi mà biết sợ rồi đó thì bây giờ cái thứ hai nữa là chúng ta phải biết nhàm chán. Nhàm chán danh, nhàm chán lợi, nhàm chán cái xác thân này. Chúng ta phải biết nhàm chán mới được. Sống, muốn sống tỉnh thức mà chúng ta không biết nhàm chán cái thân này là chúng ta không thể nào sống tỉnh thức được. Chúng ta không biết nhàm chán mà chúng ta còn thích sửa soạn cái nhan sắc của mình cho nó đẹp, thích mặc cái y phục đẹp, thích ăn miếng ngon, thích nằm hay là ngồi ở trên chỗ cao sang êm ái. Hãy chúng ta còn cái sở thích đó rồi là chúng ta không thể sống tỉnh thức được. Cho nên chúng ta phải biết nhàm chán. Và cái thứ hai đó, cái thứ hai là biết nhàm chán. Cái thứ ba đó thưa quý vị, là chúng ta phải có một cái sự hiểu biết chính xác về bản thân mình. Chúng tôi nói cái điểm này thì các Phật tử chúng ta, các vị hành giả phải chú ý. Mỗi một con người chúng ta có một cá tính khác nhau. Mà trong cái việc hành thiền nó đúng ra đó thì không có dạy đại trà như thế này đâu. Thiền sư là những vị kinh nghiệm. Nếu mà gặp Đức Phật thì quá ngon lành rồi. Gặp Đức Phật thì chúng ta yên tâm. Ngài chỉ nhìn chúng ta là Ngài biết chúng ta thuộc hạng cá tính nào, cái căn cơ như thế nào, Ngài cho cái đề mục là thích hợp. Còn bây giờ chúng ta tu tập thể như thế này, lên vị thiền sư dạy cho chúng ta niệm, cảm thọ. Mỗi người cá tính khác nhau. Một là Ragacharita, cái tính nặng về cái ái, nặng về tánh ái, tức là chúng ta hay thương người, thương vật, hay quyến luyến chỗ ở. Thậm chí có người, thưa quý vị, họ đi xa không được là ta họ quyến luyến cái nhà của họ. Họ đi đến cái chỗ khác mà đi vào trong phòng ngủ họ ngủ không được, tại họ quyến luyến cái giường của họ. Thì cái người như vậy gọi là tánh ái. Mà người tánh ái phải hành cái điều một khác. Chúng ta phải biết rõ mình thuộc hai người tánh ái hay gì, chúng ta mới chọn cái điều một trong tứ niệm xứ. Chúng ta niệm thân, niệm thân có nhiều cách, chẳng hạn như là quán tứ đại, hay là quán thân thể trược, hoặc là niệm đại quay nghi, tỷ quay nghi, hoặc là niệm hơi thở, chúng ta tùy theo. Còn thứ hai nữa gọi là đua sách chơi tá, là người tánh sân. Mình là người có tánh hay nóng giận, người có tánh hay nóng giận là hành đề mục khác. Chúng ta phải tự biết mình là ai để chúng ta biết cái đề mục cho nó chính xác. Rồi cái thứ ba gọi là Mohacharita, là tánh si, tánh si mê. Cái người có tánh si mê thưa quý vị,
họ thích im lặng. Nhưng im lặng để rồi họ ngồi đó, họ mơ mơ màng màng, họ ngủ chứ họ không tìm được. Bởi tánh si mê mà. Người mà có tánh si mê, mình biết mình là mình, cái tánh si á, thì thôi, mình phải lựa cái đề mục nào mà cho năng động lên. Đề mục năng động mới được. Để mà hướng cái tâm cho nó làm hoạt động mạnh lên, đừng để cho nó si nó chìm xuống. Rồi quý tắc cá, cha đế tá là người cái tánh tầm, tức là tánh hay nghĩ ngợi. Mình là người hay suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, hay suy nghĩ chuyện báo đồng lắm. Thì coi chừng chúng ta vô hành thiền đó, chúng ta không dễ sống tỉnh thức đâu thưa quý vị. Con khỉ nó hay truyền cành, nó hay nhảy hay nhúc, mà bây giờ mình bắt nó ngồi yên lại một chỗ trong cái rọ thì nó bực bội khó chịu. Cho nên hễ chúng ta là người có tánh tầm, chúng ta phải tập. Đức Phật ngày gọi là người có tánh tầm, tánh hay tầm tư, thì tốt nhất là niệm hơi thở ra hơi thở vào, để cái tâm theo cái chóp mũi thấy hơi thở ra hơi thở vào, thời gian sau tâm nó sẽ cột vô trong đó. Rồi cái thứ năm á, gọi là tánh đức tin, Sattha Charita. Tánh đức tin không phải là đức tin nơi Tam Bảo đâu nghe. Cái tánh đức tin là như thế này: người hay nhẹ dạ cả tin. Nhẹ dạ cả tin tức là nghe cái gì linh hiển, cái gì nó ứng nghiệm, cái tự nhiên cái tin theo, không có biết ất giáp hết, không có tìm hiểu coi cái nguyên nhân và hậu quả như thế nào. Họ nghe người ta nói, người ta đồn là cái chùa đó ở trên nóc và tự nhiên là buổi tối là có hào quang tỏa lên, hay là có hiện hình nhìn thấy giống như là Đức Phật đang ngồi, vân vân. Chưa gì cả là chúng ta tin. Cái đó là người có tánh đức tin. Mà người có tánh đức tin cũng không phải là tốt. Khi mà chúng ta hành thiền thưa quý vị, người có tánh đức tin rất dễ bị quái niệm. Thường thường khi mà chúng ta định tâm đó, người chúng ta ngồi lại như thế này, hễ tâm định chút xíu, một á, là nó phát sinh bi tí, tức là phát sinh phỉ lạc. Chẳng hạn như thân nó nhẹ nhàng, hoặc là nó có cái niềm vui nó rỡn ốc, hoặc là thân cảm thấy như là sống tạt vào bờ, hoặc là toàn thân như là chúng ta ăn những cái chất tẩm bổ mà nó chạy rần rần ở trên này. Người có đến tánh đức tin chưa gì cả là họ bị quái niệm chi phối. Họ nói rồi, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Cái đó là quái niệm dướng ngay chỗ đó liền. Đức Phật gọi là bị mắc cạn, giống như khúc gỗ bị mắc cạn vậy đó. Chúng ta đi chưa tới ngay cái chỗ đó là chúng ta phải bỏ qua. Chúng ta nghĩ nè, cái này chưa tới đâu đâu. Giống như chúng ta muốn đi Vũng Tàu để mà tham quan cảnh đẹp ở ngoài đó, xe mới vừa qua khỏi cái hầm Thủ Thiêm lên cao tốc, chúng ta thấy cái cảnh chung quanh, cảnh rừng cao su này kia, chúng ta cho xe dừng lại, chúng ta nói ồ cảnh đẹp quá, ta đi tới rồi. Chưa tới thưa quý vị, chưa tới đâu. Cho nên phải cẩn thận. Và cái tính, cái cá tính thứ sáu đó gọi là Buddhicharita, tức là tính trí tuệ. Nghĩa là có người đó, cái trí của họ rất là năng nổ, rất là nhạy. Họ gặp cái gì họ cũng thích suy tư. Khi mà chúng ta ngồi hành thiền đó, coi chừng cái sở trì chướng của chúng ta nó khởi lên, nó làm cho chúng ta bị quấy nhiễu. Có nghĩa là lúc đó chúng ta vừa hơi thở ra hơi thở vào, thì ngay trong lúc đó chúng ta lại bỏ quên cái đề mục hơi thở của mình. Chúng ta ngồi chúng ta mới phân tích, chúng ta phân tích hết cái danh quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hình quẩn thức quẩn, rồi phân tích đến cái sắc pháp. Chúng ta phân tích một hồi là tâm chúng ta nó bắt đầu nó đi dòng do tam quốc rồi đó. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta chú ý là chúng ta ngoài
cái yếu tố là biết sợ luân hồi, ngoài cái yếu tố là biết nhàm chán thân này, cái yếu tố thứ ba nữa, chúng ta phải biết mình là ai. Chúng ta phải biết, phải nhận thức rõ mình là ai cái đã. Mình thuộc cá tánh nào, cá tánh ái hay tánh sân, hay là tánh si, hay là tánh tầm, hay là tánh đức tin, hay là tánh trí tuệ. Chúng ta phải biết rõ vậy, chúng ta chọn đề mục nó mới chính xác. Thí dụ bây giờ mình có tánh tham ái, mình đàn ông đi gặp mấy người phụ nữ mà cái tâm, cái hình dáng nó hơi lịch sự chút xíu, mình hay nhìn, khi hành thiền là bị quái niệm liền. Thế là bây giờ chúng ta hành thiền đề mục gì? Chúng ta quán thân thể trược. Chúng ta quán cái thân thể trược, thân này dơ bẩn, ở trong đó mật đà mũ máu, mật đà mũ máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước nhớ, nước tiểu, vân vân. Chúng ta quán vậy để chúng ta chán. Thì khi đó, khi mà chúng ta đã chán được rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu tu tập. Thì bây giờ đến cái khía cạnh cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó. Hồi nãy giờ các Phật tử chúng ta nghe có nắm bắt được cái gì chưa? Rồi bây giờ cái khía cạnh cuối cùng quý vị phải chuẩn bị đó. Ba cái yếu tố căn bản trong cái đời sống tỉnh thức tu thiền. Một, atapi là phải diệt tâm. Hễ mà tâm của chúng ta mà còn có trạng thái lười biếng, thờ ơ, tiêu cực, nói đến giờ hành thiền chúng ta quể quải miễn cưỡng mà ngồi thiền chứ chúng ta không có thiết tha lắm, thì như vậy là chúng ta thiếu cái sự diệt tâm, thiếu atapi thì hành thiền không có kết quả. Cho nên phải có atapi trong bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy. Thứ hai là sato hay là sati, tức là niệm, chánh niệm phải cho vững. Nghĩa là không phải vị hành giả chúng ta đợi đến lúc mà ngồi thiền mới là chánh niệm với cái đề mục, mà ngay cả khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đó, chúng ta khát nước quá, đang ngồi thiền khát nước, chúng ta khởi lên cái tư tưởng muốn uống, chúng ta biết rõ cái tư tưởng mình đang muốn uống, duỗi tay ra, duỗi chân ra, biết rõ, chúng ta đứng dậy chúng ta biết rõ, và đi đến tay chúng ta chạm cái tách, chúng ta biết rõ, đưa cái tách lên uống, nước mát đi vào trong cơ thể, cảm giác dễ chịu, chánh niệm biết rõ. Phải từng chút như vậy thưa quý vị, chánh niệm đó. Nhưng mà các Phật tử chúng ta chú ý một điều là có nhiều người họ nhầm, họ nhầm cái chữ niệm, cái chánh niệm với cái chữ niệm, niệm Phật, nó khác nhau. Thí dụ bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta lâm râm Arahant, Arahant, Đức Thế Tôn bậc ưng cúng, Sama Sambuddho, Sama Sambuddho, Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri. Chúng ta như vậy gọi là niệm, niệm Phật. Nhưng mà khi mà chúng ta hành tứ niệm xứ làm phải, nghĩa là chúng ta muốn cầm cái vật gì lên đó, cái bình thường chìa khóa chúng ta tra cái chìa khóa vô, chúng ta khóa cửa nhà rồi mà lo suy nghĩ tầm lum hết, cái đi đổi không biết, hồi nãy mình đi mình có khóa cửa nhà hay không, cái đó là chúng ta thiếu chánh niệm. Cho nên hễ khi mà cầm cái chiếc chìa khóa, cầm trên tay biết rõ mình đang cầm, để vô trong cái ổ khóa, tra vô ổ khóa biết rõ, khóa cửa lại biết rõ, nắm cái ta nắm khéo thử mình khóa chưa biết rõ, chánh niệm như vậy rồi mình bước đi, bảo đảm không bao giờ chúng ta quên. Cho nên quý vị tập chánh niệm đó nó khác nha quý vị, nó khác với niệm Phật hay niệm kinh. Cái Phật tử chúng ta đừng có nhầm lẫn hai chữ niệm, vì tiếng Việt của chúng ta đó là chữ nào cũng n i d e n em niệm nặng niệm hết, cho nên viết giống nhau vậy. Nhưng mà cái chữ sati nó khác với chữ anusati, nó khác nhau. Cho nên chúng ta phải nhớ, thí dụ bây giờ chúng ta muốn học kinh đó, thí dụ như học kinh Pali đó thưa quý vị, là phải niệm như thế này: Nam mô Tassa Phakvato, Nam mô Tassa Phakvato, Nam mô Tassa Phakvato, Nam mô Tassa Phakvato. Niệm chừng nào mà cho thuộc cái đó,
mới bắt đầu bước qua chữ arahato, arahato, arahato. Rồi cái xong cái chúng ta mới ghép lại namo tassa bhagavato arahato. Niệm hoài chữ nào mà cho thuộc duyên, thuộc đầm lòng á, mới tiếp tục cái câu samma sambuddhassa, samma sambuddhassa, samma sambuddhassa. Cái đó gọi là niệm, gọi là niệm kinh. Còn chúng ta chánh niệm mà khỏi cần phải dùng cái lưỡi của chúng ta hay cái miệng của chúng ta đâu. Nghĩa là chúng ta dùng tác ý ghi nhận đang làm cái gì, biết rõ cái đó. Gọi là Đức Phật gọi là paticchanati, là biết rõ, nhận thức rõ. Nhận thức rõ cái việc đó đó. Thí dụ bây giờ chúng ta đi kinh hành, mỗi người cái dáng đi đó, có người thì họ quen đi nhanh, có người bước chậm. Cái chuyện bước nhanh bước chậm chúng ta không có cần thiết phải là đồng nhất với nhau, phải thống nhất nhau là bây giờ bước đi mỗi bước dài 5 tấc khỏi cần. Có người bước ngắn, người bước dài. Rồi cái động tác mà chân trái chân phải dỡ bước đạp xuống đất đó, thì có người đi nhanh, nghĩa là trong 30 giây là họ đã bước. Còn cái người kia là 35 giây thì nó dài hơn chút. Chúng ta đâu phải là đi tập giống như là người ta đi, giống như là cái ban lễ nhạc mà họ tập đi nhịp nhàng, đi một đoàn như vậy đó, là theo cái tiếng kèn đó, là họ bước đi chân phải trái dở đều đều với nhau, đâu phải cần tập gì. Biết làm sao á, tâm nó sanh diệt nhanh hơn cái sắc tâm, nhanh hơn sắc nhiều, nhanh hơn 17 lần. Tâm sanh diệt nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Do đó chúng ta cứ yên tâm, hễ mà bắt đầu dở biết rõ đạp, khi mà cái bàn chân mà nó cảm xúc vào dưới đất đó, cái da bàn chân mà nó cảm xúc, nó xúc chạm dưới đất là chúng ta nhận thức ngay. Chúng ta nhận thức ngay đây là thân thức. Nó cũng dễ chứ không phải khó thưa quý vị. Nhưng mà cái này phải luyện, phải luyện tập, phải công phu. Rồi cái điều thứ ba đó, cái yếu tố thứ ba gọi là sampajano. Sampajano tức là tỉnh giác. Quý vị nhớ nè, atapi là nhiệt tâm, hai là sato tức là chánh niệm, và thứ ba gọi là sampajano là tỉnh giác. Tỉnh giác như thế nào? Tỉnh giác đó chúng ta vừa có chánh niệm mà vừa có tỉnh giác, thì như vậy nó hai cái đó nó cộng lại cái công thức, hai chánh niệm và tỉnh giác thì nó cộng lại thành tỉnh thức. Bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta cứ niệm, hơi thở ra, hơi thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, thở vô. Nếu mà chúng ta chỉ niệm như vậy không đó, là nó chưa có đủ cái công thức để mà thành tỉnh thức đâu. Tại sao? Cái vị mà hành giả, hành thiền tới niệm xứ đó, hành một thời gian sau là để cho tuệ quán nó phát sanh lên. Làm sao mà chúng ta thấy được danh và sắc nó sanh lên, nó diệt, sanh lên, diệt. Cái đó chúng ta nhận thức anicca, anicca-ta, anicca-ta, vô thường, cái này là vô thường. Mà anicca-te đúc khăn, cái gì vô thường, thời cái đó là khổ. Chúng ta phải nhận thức gì? Mà cái gì vô thường khổ, thì cái đó là vô ngã. Chúng ta phải nhận thức gì? Cho nên tỉnh giác ở đây đó, nó có 4 cái loại hình. Một gọi là sattha sampajanya, tức là khi mà chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, làm công việc gì đó, chúng ta đều phải có cái sự tỉnh giác rằng cái này, cái việc làm này có lợi hay là bất lợi. Quý vị biết có đôi khi đó, chúng tôi có cái thói quen, hễ mà chúng tôi đang viết bài, lâu lâu cái chúng tôi soạn mấy cái tập nháp đó, chúng ta lại có thói quen là ngồi đó mà cắt bỏ những cái tờ giấy nháp mà đã viết rồi bỏ, giữ lại những cái tờ giấy trắng để mà sau này mình dùng tiếp.
Nhưng mà lúc mà tỉnh giác mình suy nghĩ cái chuyện này nó mất thời gian mà nó đâu có ích lợi nhiều đâu. Cho nên thôi lúc đó chúng tôi bỏ qua bên, giao cho đệ tử làm. Mình khỏi mất công làm chuyện đó. Cho nên mỗi một chút thì chúng ta phải biết là cái chuyện nào có lợi ích và cái nào không có lợi ích. Chúng ta biết rõ gì. Trong đời sống của chúng ta biết rõ cái điều lợi ích không lợi ích thì cái đó gọi là tỉnh giác. Cái thứ hai gọi là sapaya sampajanya, tức là tỉnh giác trong cái điều thích hợp hay không thích hợp. Khi mà chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải biết là mình đi như thế này, mình đứng như thế này, mình nằm thế này, ngồi thế này, nó có thích hợp hay không. Thí dụ bây giờ đang ở trong chùa, mình là vị tu sĩ, là một vị tỳ kheo, mà tự nhiên mình lại bỏ, mình phải lại bỏ mà chạy đi, thì cái trường hợp đó là nó không có thích hợp. Cho nên chúng ta phải tỉnh giác là làm cái điều thích hợp. Và cái điều thứ ba là tỉnh giác trong đề mục. Và thứ tư nữa là chúng ta tỉnh giác bất si, là không có sự mê mờ, nhận thức rõ vô thường khổ đau vô ngã. Như vậy đó được gọi là sống tỉnh thức. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị những cái điều nó liên quan đến cái đời sống tu tập nội tâm thôi. Cho nên quý vị nghe hãy xin niệm kỹ để mà chúng ta tu tập cho có kết quả. Và mong rằng thời giảng hôm nay sẽ giúp cho các vị hành giả chúng ta ít nhiều cũng có một vài kinh nghiệm ở trong cái việc tu tập để chúng ta đạt đến kết quả. Thời giảng đến đây cũng vừa với thời gian và chi pháp. Chúng tôi xin dứt lời kính chúc toàn thể được an vui tiến hóa. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.